Mình chính là Hiwipa. Còn đây là đứa em trai của mình Jox. Còn đây chính là heo mẹ. Và không ai khác đây là heo ba. Hiwipa. Peppa và George đang uống nước cam cùng ba và mẹ. Hai đứa con uống nước ồn ào quá. George, em coi có mấy cái bong bóng nhỏ xíu nè. Chỉ có thể làm một bong bóng to hơn như vậy nữa. Peppa thổi hơi để tạo bong bóng trong ly nước. Bong. Thế vậy George cũng muốn được thổi bong bóng. George, các con không nên chơi với đồ ăn đồ uống như vậy. Con xin lỗi ba. Peppa, nếu con thích bong bóng, sao con không chơi với đồ thổi bong bóng này nè? Dạ phải, đồ thổi bong bóng của con nè. George, chúng ta ra vườn thổi bong bóng đi em. Rồi Peppa chỉ cho George cách thổi bong bóng. Trước tiên, nhúng que thổi vào nước tạo bong bóng. Sau đó hít một hơi thật sâu và thổi. Bong bóng. Chót, bây giờ tới lượt em thổi đó. Nhúng que thổi vào trong nước tạo bong bóng. Lấy nó ra. Hít vào thật sâu và thổi. Chót đang rất cố gắng thổi, nhưng có vẻ cậu ấy sắp hết hơi rồi. Chót, em thổi còn chưa đủ mạnh. Mẹ biết một cách để chót tạo ra bong bóng. Nhúng que thổi vào trong nước lại đi con, rồi lấy nó ra và dậy nó qua lại. Bong bóng. Con còn có thể cầm nó chạy nữa đó. George rất vui khi tạo ra bong bóng, còn Peppa rất vui khi làm vợ chúng. Mình rất thích bong bóng. Nhưng mà lọ nước tạo bong bóng đã bị dùng hết rồi. Ba ơi, mẹ ơi, tụi con hết nước để làm bong bóng rồi. Con đừng lo Peppa, ba có một ý này. Heo mẹ ơi, em đi lấy giùm anh một xô nước nha. Được rồi heo ba. Peppa, hãy lấy xà phòng giùm ba. Dạ được thưa ba. John, con đi lấy một cây vợt cũ cho ba. Xô nước, xà phòng và cây vợt cũ. Nhưng heo ba định làm gì vậy? Đầu tiên chúng ta cần chút nước. Và xà phòng. Bây giờ con đưa cây vợt cho ba. Cảm ơn con. Mọi người hãy xem đây. Vậy là heo ba đã tự làm nước bong bóng rồi. Đi nào cả nhà. Anh cẩn thận đó heo ba, đừng để bị ngã nha. Anh biết rồi. Anh có sao không vậy hả heo ba? Anh không sao. Wow. Heo ba tạo ra cái bong bóng to nhất từ trước tới giờ. Ôi trời, coi nè, ba làm đổ hết nước bong bóng rồi. Vậy chúng ta không thể làm bong bóng được nữa rồi. Nhưng chúng ta có thể nhảy vào vũng bùn để chơi mà. Nhìn kìa, nước bong bóng của heo ba đổ ra đã tạo ra một vũng bùn lớn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Nhìn kìa, nước bong bóng cũng làm cho vũng bùn tạo ra bong bóng luôn đó ba. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Mọi người rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Bạn voi Emily. Hôm nay Peppa và bạn bè cùng tới trường. Mỗi bạn nhỏ đều có chỗ treo áo khoác của mình.
Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới đó các con. Bạn voi Emily. Chào Emily. Xin chào. Emily có vẻ hơi nhút nhát. Có bạn nào muốn chỉ cho Emily chỗ để treo áo khoác không? Chỉ cần một người thôi. Peppa, con chỉ Emily chỗ treo áo khoác được không? Dạ được thưa cô Linh Dương. Mỗi người đều có một chỗ treo của mình. Chỗ này là của cậu đó Emily. Vậy là do Emily treo áo khoác của mình lên chỗ còn trống. Bây giờ Emily, ngày hôm nay con muốn học gì nào? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Con không biết. Có lẽ là xếp khối gỗ nha cô. Còn các con thì sao? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Xếp khối gỗ. Thật là vui. Hôm nay các con đều thích trò này. Mỗi người đều muốn được ngồi gần bạn voi Emily. Emily, chúng ta đặt một khối gỗ lên trên khối gỗ kia. Như vậy nè. Còn mình thì thấy đặt chúng bên cạnh nhau như vậy thì sẽ hay hơn. Nè. Không, như vậy nè Emily. Nhiều. Làm như vậy mới đúng nè Emily ơi. Nè. Không phải đâu, như vậy mới đúng nè Emily. Các con chịu giúp bạn là một điều rất tốt. Nhưng voi Emily, con muốn chơi với khối gỗ thế nào đây? Con cũng không chắc nữa cô ơi. Có lẽ là con sẽ xếp như vậy nè. Wow. Bạn voi Emily rất giỏi xếp khối gỗ. Tới giờ ra chơi rồi. Emily, con có muốn ra ngoài chơi đùa cùng với các bạn hay không? Dạ thưa cô có. Có bạn nào muốn chỉ Emily chỗ sân chơi không? Dạ có thưa cô Linh Dương. Trong giờ ra chơi, Peppa và bạn bè thường chơi trong khu vườn của trường. Thật là nhiều tiếng hồ. Thử trước nha. Squeak, squeak. Cũng có vẻ lớn đó. Bây giờ tới lượt ngựa vằn Chui. Tới lượt cừu Suzy. Rồi tới lượt chó Danny. Tiếng của cậu ấy rất là lớn. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Nè. Tới lượt mình. Peppa là người lớn tiếng nhất. Emily, cậu thử đây. Mình cũng không chắc lắm đâu. Đi mà Emily. Được rồi, mình sẽ thử. Ôi trời ơi, tiếng đó thật là lớn. Wow. Làm lại lần nữa đi Emily. Emily không còn nhút nhát nữa. Emily, cậu có muốn chơi trò mà mình yêu thích hay không? Trò chơi mà cậu thích nhất là gì? Đó là trò nhảy lên dũng bùn. Ồ, đó cũng là trò mình thích nhất luôn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Có vẻ trò này vui nè, cho cô chơi với. Cô Linh Dương rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người đều thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily, con có thích ngày đầu tiên tới trường hay không hả con? Dạ có thưa cô Linh Dương. Dạ, cô thấy hôm nay con đã có rất nhiều bạn mới. Dạ phải. Bạn voi Emily là bạn của con đó cô. Nè. Cậu ấy cũng là bạn của con. Dạ, dạ mình. Dạ con nữa. Dạ con dạ nữa. Mình nữa. Emily, cậu thích những ai nhất vậy? Mình thích Suzy, Danny, Joey, Rebecca và Pedro và cả Peppa nữa. Ngày nghỉ của Polly. Hôm nay heo ông và heo bà đang cùng nhau đi nghỉ mát. Họ đưa chú vẹt Polly tới nhà Peppa để Peppa và George chăm sóc bạn ấy. Ồ, xin chào mọi người nha. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Polly rất háo hức vì ngày nghỉ cùng với Peppa và George đó. Chào cậu Polly. Chào cậu Polly. Chú vẹt Polly luôn bắt chước những gì mình nghe được. Trong ba ly của Polly có những gì vậy bà? Đây là thức ăn cho Polly. George, con có đoán được Polly thích ăn cái gì nhất không hả? Dạ, bánh sô cô la.
Không, không phải bánh sô-cô-la đâu. Polly thích cám dành cho chim. Cám cho chim? Con cho cậu ấy ăn được không bà? Con rất thích cho cậu ấy ăn. Được chứ. Điều quan trọng là con không nên cho Polly ăn quá nhiều, con biết chưa? Dạ con biết rồi thưa ông. Ông ơi, con cho Polly ra khỏi lồng được không ông? Được, nhưng con phải đóng hết cửa lớn và các cửa sổ lại để cho Polly không bay đi mất nha. Dạ con nhớ rồi thưa ông. Tạm biệt Peppa, tạm biệt George. Dạ con tạm biệt bà. Dạ con tạm biệt ông. Dạ con tạm biệt bà. Con tạm biệt ông. Cậu có muốn uống trà hay không? Cậu có muốn uống trà hay không Polly? Lúc này George đổ cám chim của Polly ra. Em đổ nhiều cám chim quá rồi đó. Nếu mà Polly ăn hết chỗ này thì Polly sẽ nổ như bong bóng. Bùm. À, nổ như trái bong bóng. Ủa, là tiếng gì vậy? Là kim. Kim kìa Khoáng ơ. Ôi trời, hình như George đã quên đóng cửa lại rồi. Kem đây, kem đây. Đây là cô Thỏ, cô ấy là người bán kem. Xin chào heo mẹ. Xin chào cô Thỏ, làm ơn cho 4 cây kem. Cảm ơn cô Thỏ. Chót, em đã quên đóng cửa lại rồi thấy chưa. Như vậy Polly sẽ bay đi mất đó. Con đừng lo Peppa, bà chắc là Polly vẫn còn ở trong nhà. Polly không có ở đây đâu ba. Polly đã đi mất rồi. Như vậy ông và bà sẽ buồn lắm đó ba mẹ ơi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm ngoài giường xem sao. Xem kìa, đó là gì vậy? Heo mẹ nhìn thấy gì đó ở trong giường vậy? Là Polly. Nhưng ba ơi, chúng ta phải làm gì để đem Polly xuống đây ba? Con đừng lo Peppa, ba sẽ đem Polly xuống. Lại đây nào Polly. Cậu có muốn uống trà hay không? Ôi không, vậy là Polly lại bay lên cao hơn rồi. Ôi trời. Ba cẩn thận đó nha ba. Ba đừng để bị té giống như mấy lần trước nha ba. Con đừng lo Peppa, ba sẽ thật cẩn thận. Lại đây nào Polly. Cám cho chim. Không biết là George đang định làm gì. Thì ra George lấy cám chim của Polly. Polly rất thích cám chim. George đã đưa Polly từ trên cây xuống rồi. Hay không? Wow. Tiếng gì vậy ta? Là tiếng điện thoại di động của heo ba đang reo. Alo. Là mẹ đó hả? Ừ, chào con heo ba. Mẹ nói chuyện với Polly được không? Dạ, tất nhiên là được. Chào con Polly, ngày nghỉ của con có vui không? Chào con Polly, ngày nghỉ của con có vui hay không? Gấu bông đi chơi. Hôm nay Peppa và người nhà sẽ cùng đi ra ngoài. Heo ba đã chuẩn bị xong đồ giã ngoại. Peppa, George, hai con đã chuẩn bị đồ của mình xong chưa? Dạ rồi, con sẽ đem theo gấu bông này luôn. Không lăng. Nếu con đem theo đồ chơi thì phải nhớ giữ gìn cẩn thận. Dạ được thưa mẹ. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Không rồi thưa ba. Vậy thì ta đi thôi. Không lâu. Hình như George đã để quên khủng long ở trong nhà. Ô George à, con phải chú ý tới khủng long của mình nhiều hơn chứ. Không lâu. Bây giờ mọi người có hoàn toàn chắc chắn là mình không còn quên gì nữa hay không? Dạ, chắc chắn rồi ba. Gấu bông, con để quên gấu bông rồi ba. Con để gấu bông ở đâu Peppa? Con nghĩ là trên cái bàn trong bếp. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đó nha. Sẵn sàng hết chưa? Đi rồi thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm giã ngoại hôm nay.
tới rồi. Anh Hương. Anh rất thích chỗ dã ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vàng Chui và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vàng. Con chào chú ngựa vàng. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Này, tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải. Thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và Chót ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ Peppa. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Không lao. Mình còn có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vịt. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Ở đây tụi mình còn có nước cam tưởng tượng nữa. Và còn có bánh kem tưởng tượng nữa nè. Nó là bánh tưởng tượng. Nó ngon lắm đó. Không được. Có vẻ như bầy vịt không thích bánh tưởng tượng rồi. Thôi được. Chúng ta sẽ để phần cho khỉ bông, cho khủng long và gấu bông nữa. Ngon quá đi. Ô, khỉ nói là cái bánh này ngon quá đi à. Peppa, Chót, về nhà thôi con. Tạm biệt Chui. Tạm biệt. Mọi người sẵn sàng chưa? Không rồi ba. Chúng ta cũng phải về rồi Chui à. Dạ thưa ba. Tách, đĩa, khỉ, gấu bông. Ôi không, tại sao gấu bông cậu còn nằm ở đây? Peppa để quên gấu bông của mình một lần nữa. Vậy là Peppa và gia đình đã về nhà. Một ngày chạy xe nhiều như vậy là đủ rồi. Bây giờ ba chỉ muốn được thư giãn thôi. Dắt chân lên và ngồi xem bóng đá. Con đã quên gấu bông mất rồi. Ồ Peppa, bây giờ thì heo ba phải quay lại tới tận chỗ dã ngoại nữa sao? Tất nhiên rồi. Hình như đó là chú đưa thư ngựa vàng. Tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh chứ anh ngựa vàng. Đúng là tôi được nghỉ. Nhưng lúc này Joey có một gói hàng rất đặc biệt được gửi tới cho bạn heo Peppa đây. Của cậu nè Peppa. Là gì vậy? Gấu bông của mình. Cậu đã để quên gấu bông ở chỗ dã ngoại nên mình đã đưa gấu bông về. Cảm ơn cậu nha Joey. Gấu bông đã có một ngày đi chơi thật sự rất vui. Nhưng Peppa, con phải chú ý tới cậu ấy hơn nữa mới được. Dạ thưa mẹ, cậu thật là một chú gấu bông tinh nghịch đó. Cậu phải hứa là không đi lung tung nữa, biết chưa hả? Xin lỗi Peppa, mình hứa mà. Những điều bí ẩn. Lúc này Peppa và cả nhà đang xem chương trình truyền hình mà họ thích nhất. Chương trình Thám tử khoai tây. Tôi chính là thám tử khoai tây đây. Thám tử nổi tiếng thế giới. Xin thám tử khoai tây hãy giúp cho tôi. Tôi không tìm thấy bông hoa của mình ở đâu hết. Bông hoa của cô đang nằm trên đầu của cô kia kìa. Cảm ơn thám tử khoai tây rất nhiều. Cái đó có khó gì đâu chứ. Mình cũng làm được thôi. Tất nhiên là sẽ được Peppa. Ba ơi, khi con lớn lên con muốn làm một thám tử nổi tiếng. Chót cũng muốn trở thành một thám tử nổi tiếng. Nếu như hai con muốn trở thành thám tử như vậy thì hai con cần phải có một cái nón. Các thám tử lúc nào cũng đội nón đúng không? Bây giờ nhìn hai đứa giống thám tử thật sự rồi. Con cần có một món đồ kỳ lạ làm cho mọi thứ nhìn to ra. Cái đó được gọi là kính lúp. Mẹ nghĩ mẹ có một cái trong ngăn kéo bếp. Nó đây rồi. Đây là một cái kính lúp của thám tử. Wow. Nó hoạt động thế nào vậy mẹ? Còn đặt nó ở phía trước đồ vật, chúng sẽ trông to hơn. Kính lúp làm cho chú cá nhỏ trông to hơn bình thường. Con thử được không mẹ? Wow. Kính lúp làm mắt của George trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ. Bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết. Như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của chó. Nó lúc nào cũng bị mất hết á.
khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không, ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn ba tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha. Chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi. Bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, bà sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã xong, bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ đã bị mất, đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè, chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây? Gấu bông. Đúng rồi, gấu bông đã bị mất. Ồ, Peppa, rót, các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà. Tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. Nhưng đó mới là một nửa bí ẩn mà thôi. Gấu bông bây giờ ở đâu? Con không biết. Những thứ nhỏ nhỏ trên sàn đó là gì vậy? Chúng là những vụn bánh. Kính lúp làm cho vụn bánh dễ nhìn thấy được hơn. Không biết có phải do gấu bông ăn bánh hay không? Nhìn nè, vụn bánh dẫn mình đến thứ này. Coi bộ gấu bông ăn nhiều bánh rồi đây. Vụn bánh dẫn tới phòng ngủ của Peppa và George. Vụn bánh đã hết. Mất dấu vụn bánh rồi. Các con có thể hỏi ba, nhưng ba sẽ chỉ trả lời phải hoặc là không. Dạ được. Có phải gấu bông trong phòng này? Phải. Gấu bông trên giường của George phải không? Không. Có phải gấu bông ở chỗ nào đó cao hơn? Phải. Gấu bông ở trên giường con nè. Quang hô. Vậy là bí mật đã được giải đáp. Con còn muốn làm thám tử khi lớn lên hay không Peppa? Làm một thám tử hơi bị khó đó ba. Lần sau con muốn được làm một người tạo ra những điều bí ẩn giống như ba vậy đó. Bạn của chó Peppa và các bạn đang chơi ở sân. Peppa, Suzy, Danny đang ở bàn quay. Các con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vậy thì xoay nào. Nhanh nữa, nhanh nữa. Chót còn quá nhỏ để chơi trò bàn quay đó. Cậu ấy đang chơi xích đu. Đây là bạn thỏ Rebecca. Với em trai cậu ấy là bạn thỏ Richard. Xin chào mọi người. Chào cậu. Mình lên bàn quay chơi với các cậu được không? Còn lên đi Rebecca. Chúng ta hãy quay thật nhanh nha các cậu. Nhưng bạn thỏ Richard cũng muốn được lên bàn quay. Nếu cho Richard lên thì tụi mình không thể quay nhanh được. Richard có thể chơi với George mà. Richard à, con có muốn chơi với Rót hay không? Không. Rót cũng có một chú khủng long giống như con vậy nè. Tới đây xem thử đi. Bạn thỏ Richard cũng bằng tuổi với lại Rót. Richard, con có muốn xem chú khủng long của Rót không? Khủng long. Rót, Richard chơi với khủng long của con được không? Dạ không. Richard, Rót chơi khủng long của con có được không? Dạ không. George và Richard không muốn chia sẻ chú khủng long của mình. George à, sẽ vui hơn nếu như con biết chia sẻ đó. Hoàng hồ George, công nhận con thật là tốt bụng. Khủng long đi. George không thích chia sẻ. Richard, bây giờ con để George được cầm khủng long nha. Vậy là Richard cũng không thích chia sẻ. Sao hai đứa lại khóc vậy hả? George và Richard lúc nào cũng khóc khi chơi với nhau đó ba. Vì các em ấy còn quá nhỏ cho nên mới như vậy á. Hay còn dạy các em ấy cách để chơi với nhau có được không? Dạ được.
Vậy để tụi con sẽ chỉ các em xây lâu đài cát. Ý hay đó, chúng ta tới bãi cát đi nào. George và Richard thích chơi trò xây lâu đài cát. George, Richard, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm lâu đài cát được không nào? Trước tiên, chúng ta phải đổ đầy cát vào xô. Rồi chúng ta lật ngược cái xô lại và gõ nhẹ lên chúng. Bây giờ chúng ta nhấc cái xô lên. Giỏi lắm Richard. Richard đã làm được một lâu đài cát. Lâu đài cát. Và George đã làm được một lâu đài cát. Thấy chưa? Chơi với nhau sẽ rất là vui. Ôi trời, như vậy trò chơi này không ổn cho lắm. Đây là lỗi của em trai cậu đó. Em ấy làm hư lâu đài cát của George rồi. Nhưng mà lúc nãy em trai của cậu làm hư lâu đài cát của em mình trước mà. Thôi nào, hai người chị các con đáng ra phải dạy Richard và George cách chơi với nhau mới đúng chứ. Đúng rồi, tụi mình lớn rồi mà. Có lẽ George và Richard còn quá nhỏ để biết cách chơi chung với nhau. Mẹ có một ý nè. George, trò chơi con thích nhất trong sân chơi này là gì vậy? Bập bên. George rất thích chơi bập bên. Bập bên. Nhưng mà muốn chơi bập bên một mình thì hơi khó. Richard cũng muốn lên chơi bập bên. Richard đang chơi cùng nhau rồi kìa. Vậy là George thích Richard. Và Richard cũng thích George. George và Richard thích được chơi chung với nhau. Ông người rơm. Hôm nay Peppa và George được ba mẹ của mình chở tới nhà heo bà và heo ông chơi. Dạ con chào ông. Con chào ông. Ông chào Peppa. Ông cũng chào George nha. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang định trồng một vườn hoa trong vườn nè. Những hạt giống này sẽ mọc thành những bông hoa thật xinh đẹp. Ông sẽ rải những hạt giống này lên mặt đất. Rồi sau đó ông sẽ lấp đất lên những hạt giống. Ủa, chúng đâu hết rồi? Đột nhiên những hạt giống đã hoàn toàn biến mất. Sao lạ thật đó. Ông nhớ là đã rải hạt giống ra đây mà. Dạ đúng rồi ông, tụi con cũng thấy ông làm. Nhưng mà giờ chúng đã biến mất. Thôi kệ đi con, để ông lấy hạt giống khác rải lại là được. Như lúc nãy ông đã hướng dẫn, ông chỉ cần lấy hạt giống rồi rải chúng lên mặt đất. Một chú chim nhỏ đột nhiên bay lại rồi ăn hạt giống của heo ông. Đi đi, đừng có ăn hạt giống của ta nữa. Thì ra hạt giống của ông bị mất là do chú chim nhỏ đó. Hạt giống của ông bị chú chim nhỏ ăn hết rồi. Có hai chú chim nhỏ khác nữa bay lại ăn hạt giống của heo ông. Nhìn kìa ông ơi. Ồ, bay đi hết đi. Ủa, có gì ồn ào ngoài đây vậy? Heo ba nhìn nè, bầy chim cứ bay lại ăn mất hạt giống của tôi rồi. Nên tụi con giúp ông đuổi bầy chim đi. Đuổi chúng đi cũng vô ích thôi con à. Chúng sẽ quay trở lại. Mọi người nhìn kìa, chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa. Giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm theo một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó. Giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George,
nhắm mắt quá. Ông người rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Có vẻ hợp đó Peppa. George đã tìm thấy một cái nón. Con làm tốt lắm George. Ông người rơm cần thêm một khuôn mặt nữa. Đúng rồi Peppa. Con và George có muốn giúp ông vẽ khuôn mặt hay không? Dạ được thưa ông. George sẽ giúp ông vẽ đôi mắt và cái mũi. Còn Peppa thì vẽ cái miệng cho người rơm. Ồ, vẽ đẹp lắm các cô. Vậy là ông người rơm đã được làm hoàn chỉnh. Xong hết rồi. Những chú chim nhỏ vẫn đang tiếp tục tìm hạt giống trồng hoa của heo ông để ăn. Ông ơi, mấy chú chim nhỏ quay lại rồi kìa. Đừng có lo nữa Peppa. Ông người rơm sẽ dọa chúng bay đi hết cho coi. Vậy là thành công rồi. Ông người rơm đã khiến cho bầy chim sợ hãi bay đi. Thành công rồi. Tốt. Kể từ giờ hạt giống trồng hoa của ông sẽ không bị chim ăn nữa. Nhưng mà ông ơi, có vẻ bầy chim đang buồn, rất buồn. Ừ đúng rồi con, chắc là bầy chim thấy đói bụng đó. Vậy nên tôi đã đi lấy cái này nè. Ủa cái đó là cái gì vậy bà? Nó chuyên dùng để cho chim ăn. Heo ông à, ông cho tôi một chút hạt giống của ông được không? Lại đây đi, những chú chim nhỏ, tới giờ ăn rồi nè. Giờ thì bầy chim cũng đã có hạt của riêng mình để ăn. Hay quá bà ơi, những chú chim nhỏ lại vui trở lại. Peppa rất vui mừng vì hạt giống của ông sẽ không bị chim ăn nữa. Nhưng điều khiến cậu ấy thấy vui hơn là những chú chim nhỏ sẽ không còn phải bị đói nữa. Ngày mùa thu lộng gió. Hôm nay Peppa sẽ được đi tới công viên. Ngoài trời hôm nay lạnh quá. Đúng là lạnh thật. Đi nào, chúng ta mặc áo ấm đi. Trong những ngày lạnh, Peppa và mọi người sẽ đội nón, đeo khăn choàng và mặc áo khoác. Ba sẽ bật mui xe lên và bật máy sưởi ấm lên. Mọi người đã thấy ấm hay chưa? Ấm rồi heo ba. Vậy thì đi thôi. Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Chị đang là mùa thu Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Tới lượt chị. Chị đâu có muốn cho nó đi hướng đó đâu em. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để giới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần giới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của chó đi rồi. Con đừng lo chó, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Bà sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa. Anh tưởng những chuyện này chỉ xảy ra với anh thôi chứ. Không buồn cười chút nào đâu. Cũng hơi mắc cười một chút đó mẹ. Có lẽ cũng hơi mắc cười một chút. Nhưng mà nón của sót đâu? Trên đầu của mẹ đó. Nón của con đây này sót. Lần này nhớ giữ chặt nha con. Gió thổi bay hết lá trên cành cây đi. Nhìn con nè, con đang dựa vào cơn gió. Cơn gió đủ mạnh để giữ Peppa không té. Cơn gió đủ mạnh để giữ George không té. Ba ơi, ba thử
Ba nghĩ là ba hơi nặng đó. Ba ơi thử đi. Trò này vui lắm á. Ồ thôi được rồi. Cơn gió đủ mạnh để giữ heo ba không bị té. Đúng vậy, rất là vui. Cả em nữa heo mẹ, em cũng thử đi. Nhưng nếu gió ngừng lại, em sẽ bị ngã mất. Cơn gió sẽ không ngừng đâu em à. Nhưng cơn gió đã ngừng. Không mắc cười chút nào. Thật sự là có hơi mắc cười một chút. Bây giờ gió ngừng thổi rồi, chúng ta nên làm gì đây? Con thích trò gì nhất hả Peppa? Con thích nhảy lên nhảy xuống trong những dũng bùn. Nhưng ở đây không có những dũng bùn nào hết, chỉ toàn là lá khô mà thôi. Vậy thì làm gì với lá khô này đây? Dạ con không biết. Nhảy lên nhảy xuống trên chúng. Heo ba thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Peppa thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Mọi người thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Hôm nay là ngày thu tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Hộp thời gian. Peppa và các bạn đang cùng nhau ở trường học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc hộp thời gian, có chịu không? Hộp thời gian là gì hả cô? Một chiếc hộp thời gian là một chiếc hộp sẽ cho những người ở tương lai biết chúng ta đã sống ra sao. Làm sao ạ? Chúng ta sẽ cho đồ vật mình muốn vào chiếc hộp, sau đó mình đem chiếc hộp này chôn ở trong khu vườn của trường. Nó có lớn lên không cô? Không đâu Suzy, những đồ này sẽ được chôn dưới đất trong rất rất nhiều năm. Được rồi, chúng ta nên bỏ gì vào đây? Quyển truyện tranh này. Còn giỏi lắm đó Peppa. Nè. Đĩa nhạc. Làm rất tốt Suzy. Đồ chơi. Nè. Đồng xu. Tem thân. Củ cà rốt. Con rất thích ăn cà rốt đúng không Rebecca? Dạ phải. Tất cả những thứ này đều là những thứ rất tốt và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Con Linh Dương ơi, vậy tương lai sẽ như thế nào hả con? Theo con nghĩ nó sẽ ra sao? Con nghĩ là tương lai đó, con sẽ được sống trên mặt trăng. Và các bạn ở trái đất cũng sẽ rủ nhau tới thăm con. Còn con thì sẽ lái quả tiễn không gian. Chào cậu. Giờ chúng ta sẽ ghi hình để làm một thông điệp gửi cho những người ở tương lai. Nói xin chào với tương lai đi nào các con. Xin chào các bạn ở tương lai nha. Bây giờ chắc các bạn đã ở trên mặt trăng rồi đúng không? Và thường đi nghỉ mát ở sao quả nữa. Và dùng quả tiễn không gian bay khắp nơi trong vũ trụ. Các con làm rất tốt. Sắp tới giờ về rồi. Và các phụ huynh đã tới rồi. Ba ơi mẹ ơi, hôm nay cô dạy tụi con làm chiếc hộp thời gian đó. Ồ, chào heo ba. Cậu tới rất đúng lúc. Hãy đào giùm chúng tôi một cái hố. Dạ được thưa cô. Heo ba đang đào một cái hố trong sân vườn của trường để chôn chiếc hộp thời gian. Xong rồi. Giờ đào lên được chưa cô? Chưa đào lên vội được đâu con. Mình sẽ để nó ở dưới nhiều nhiều năm. Nhưng mà con không thể đợi lâu được. Peppa, con giống y chang ba con ngày xưa vậy. Vậy sao cô? Đúng rồi, vì hồi xưa ba con cũng là học trò của cô mà. Cô từng dạy ba con luôn hả? Phải, cô từng dạy cho tất cả ba mẹ của các con, có đúng không? Phải, phải cô Linh Dương. Lúc mà ba mẹ của các con còn nhỏ, họ cũng từng là một chiếc hộp thời gian. Đúng vậy đó, ba chôn nó ở gần một cái cây nhỏ. Mình đào nó lên được không? Được chứ, cô nhớ hình như là đã chôn ở đây nè. Con tưởng cái cây phải nhỏ hơn chứ. Đó là nhiều năm trước đây thôi heo ba. Cái cây nhỏ ngày xưa bây giờ đã lớn. Hình như con đào thấy nó rồi. Đúng là cái hộp thời gian cũ của chúng ta. Mình mau vào trong mở ra coi đi. Được rồi các con, lùi lại nào. Để xem trong đây có gì.
một quyển truyện tranh. Đó là quyển truyện tranh mà em thích nhất. Một chiếc máy bay bằng thiết. Dạ, đó là đồ chơi của em. Một đĩa CD. Là đĩa nhạc mà em thích nhất đó. Cuối cùng là một củ cà rốt héo. Là của em. Mẹ chọn nó là đúng rồi đó. Và thông điệp mà ba mẹ các con gửi tới tương lai nè. Lúc họ như các con. Chú heo nhỏ đeo mắt kính là ai vậy cô? À, đó chính là heo ba. Ồ, kia là mẹ. Xin chào tương lai. Giọng của ba lúc đó khác bây giờ quá. Chắc bây giờ các bạn đang sống trên mặt trăng rồi. Công nhận hồi nhỏ ba ngốc thiệt. Làm chiếc hộp thời gian khiến cho ai cũng vui. Và việc tìm xem lại chúng thì càng vui hơn. Hồ đá. Hôm nay Peppa và George đang đi ra biển cùng với heo bà và heo ông. Peppa và George rất thích biển. Cái đồ hết rồi bà. Bãi biển này không hề có cát đâu Peppa à. Không có cát. Con muốn ra biển chơi để làm lâu đài cát mà. Peppa và George rất thích trò chơi xây lâu đài cát. Thôi thôi, con đừng khóc rót, nín đi bà thương nha. Ở bãi đá này vẫn còn rất nhiều thứ hay để cho cháu chơi. Là gì vậy bà? Đợi tới khi nước biển rút bớt, nó sẽ để lại những hồ nước nhỏ như vậy ở giữa những tảng đá đó. Chúng gọi là hồ đá đó con. Và trong mỗi cái hồ đá như vậy đều có một thứ gì đó đặc biệt đã được biển cả bỏ lại đây. Con thấy ở dưới nước có gì đó lấp lắm. Đó là một đồng xu. Wow. Biết đâu nó nằm trong kho báu của hải tặc cũng nên đó. Bây giờ mình đi vòng quanh lượm lặt những thứ mình tìm được đi. Dạ. Chúng ta sẽ bỏ hết vào xô của chó. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè. Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kia chó. Ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chó. Vậy là chó bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp. Cô ơi, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp. Tránh ra đi mấy con cua này. Mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chó. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Wow, con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rót, con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà George đã tìm thấy là một mẫu hóa thạch. Hóa thạch là gì vậy ông? Hóa thạch chính là di tích của những động vật đã chết cách đây rất lâu. Từ cái thời lúc mà vẫn còn khủng long kia kìa. Khủng long. Chơi ở hồ đá thật là vui. Phải, chúng ta thì vui. Nhưng với chú cá con này thì không đâu. Cá hả bà? Ở đâu vậy? Chú cá tội nghiệp, nó bị mắc kẹt rồi. Chú cá nhỏ nói, cậu ấy không muốn bị kẹt ở đây và muốn trở về biển. Peppa, con có thể lấy cái xô này để cứu bạn cá đó. Dạ phải. Thế là Peppa dùng cái xô để đưa chú cá nhỏ về biển. Đừng lo bạn cá nhỏ, tụi mình sẽ đưa bạn về nhà.
Tạm biệt bạn cá nhỏ. Tạm biệt. Con thích chơi ở hồ đá nhất. Tái chế. Chú bò công nhân dọn rác giờ đang đi thu gom rác. Lúc này là sáng sớm nên chú bò cố gắng làm việc nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức mọi người. Nhưng có vẻ chú bò không giỏi làm việc nhẹ tay một chút nào. Trong nhà Peppa và George đang sắp ăn xong bữa sáng. Tiếng gì mà ồn ào vậy? Chắc là chú bò đang dọn rác đó con. Chào buổi sáng chú anh bò. Xin chào mấy cha con. Tôi phải đi đây. Con phải đi thu gom nhiều rác lắm. Tạm biệt chú. Tạm biệt. Anh bò đã đổ sạch hết thùng rác cho chúng ta rồi. Tốt, bây giờ bắt tay vô dọn sạch bàn ăn đi. Tụi con giúp mẹ được không mẹ? Đương nhiên là được rồi. Vậy con sẽ bỏ cái chai không này vô thùng rác. Peppa, khoan đã. Dạ. Chúng ta không được bỏ chai không vô thùng rác. Thứ này mình có thể tái chế được. Nghĩa là sao vậy mẹ? Những thứ mà chúng ta không thể sử dụng lại được thì mình bỏ vô thùng rác để chú bò dọn đi. Còn những thứ mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được thì mình phải phân loại rồi bỏ vào thùng tái chế. Thùng màu đỏ là thùng dùng để đựng giấy báo. Thùng xanh dương để đựng các loại lon hộp. Còn thùng xanh lá là để đựng chai không. Peppa, con đang cầm cái chai. Vậy nói mẹ nghe, con phải bỏ vô thùng nào? Là thùng màu xanh lá. Giỏi lắm. Vui quá. Bây giờ tới lượt của sót nè. Con hãy tìm giấy báo bỏ vô thùng màu đỏ được không? George muốn đem tờ báo của heo ba bỏ vào hộp tái chế. Bà mới đọc có chút xíu thôi. Còn chưa đọc hết tờ báo mà George. Con đợi chút nữa mới lấy đi. Thôi được rồi, của con đầy George. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó George. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Hoan hô, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Heo ba. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô Thỏ. Tới rồi. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô Thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ, cô Thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Wow. Các con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô Thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. Cô ơi, là xe của nhà con mà. Cái gì? Có thật như vậy không? Dạ. Phải. Xe của nhà con mới toanh mà, chẳng có rỉ sét gì. Cô ngốc quá. Cũng tại cô thích tái chế mọi thứ quá thôi. Dạ phải, tụi con cũng vậy. Nhưng cả nhà con cũng thích xe của mình nữa. Phải. Và xe của chúng tôi cũng thích cả nhà tôi lắm, đúng không? Chơi thuyền. Những chú vịt đang bơi tung tăng trong hồ nước. Hình như chúng rất vui vẻ.
Đây là Peppa, George cùng với heo mẹ và heo ba. Chào các bạn vịt. Những chú vịt cũng muốn ăn bánh mì. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình không có mang bánh mì đâu. Nhưng mà tụi mình có đem theo những thứ vui hơn Peppa nhiều. Đem theo con thuyền đồ chơi của mình. Cả George cũng đem theo con thuyền đồ chơi của riêng cậu. Con phải lên dây cót cho thuyền nữa chứ sao? Thuyền của George là con thuyền chạy bằng dây thiều. Nhanh lên George, con mau thả thuyền vào hồ nước đi, không là hết dây thiều đó. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào, nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để bà giúp thuyền của con chạy nha. Bây giờ bà sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Hay ngơ. Thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Nè. Đây là bạn của Peppa, cừu Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Nè. Mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật, nhìn con thuyền ngầu quá, nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Chú có một ý này. Cũng may là chú có mang theo một tờ báo cũ ở đây. Mình chỉ cần lấy ra một trang trong này. Nên bỏ trang nào đây ta? Tin tức, thể thao hay là thời trang? Anh đừng có bỏ trang thời trang đấy nha. Thôi được, vậy thì đành bỏ trang kinh doanh. Để chú nói các con nghe, lúc còn nhỏ chú thường hay gấp mấy tờ báo lại như vậy nè, giống vậy. Không biết heo ba đang định làm gì. Gấp giấy lại, làm thành một chiếc thuyền giấy. Vậy là heo ba đã gấp xong một chiếc thuyền giấy. Con cảm ơn chú nhiều lắm. George cũng muốn có một chiếc thuyền giấy giống như vậy. Có lẽ ta bỏ luôn cả trang thể thao cũng không sao. Chú cho con một cái nữa được không? Con cũng vậy. Tất nhiên rồi. Thế là heo ba đã làm thuyền giấy cho tất cả các bạn nhỏ. Chúng ta cùng đua thuyền nào. Ý này hay lắm đó. Chúng ta có thể hít thở để thổi thuyền cho nó chạy. Để xem thuyền ai chạy nhanh hơn. Các con cùng hít một hơi thật sâu nào. Chuẩn bị, sẵn sàng, thổi. Có người chiến thắng rồi. Thuyền trang thể thao là của ai đây? Dạ là thuyền của em George đó ba. Vậy George là người chiến thắng. Mình rất thích chơi thuyền. Và loại thuyền mình thích nhất là thuyền giấy. Mình cũng vậy. Tới giờ về nhà rồi. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Tạm biệt các bạn vịt nha. Gặp lại sau nha. Các chú vịt cũng rất thích những chiếc thuyền. Nhưng các bạn ấy thích hồ nước yên tĩnh của riêng các bạn ấy hơn nhiều. Ếch xe. Hôm nay heo ông và heo bà đang làm bữa trưa cho Peppa cùng với cả nhà. Bà ơi, tôi vừa đào thêm được mấy củ khoai tây nữa nè. Ồ, heo ông, nhưng nhà mình đã có nhiều khoai tây lắm rồi mà. Nhà mình đông mà, khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu bà. Thôi được rồi, ông mau rửa khoai tây rồi cho hết vô lò đi. Bọn trẻ sắp tới rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm bà ơi. Bây giờ mới có 11 giờ thôi mà. Lúc này cả nhà Peppa thì đang trên đường tới. Em
em đã nói mình nên khởi hành sớm hơn, đi như vậy sẽ lại trễ cho coi. Không sao, em đừng lo heo mẹ, giờ vẫn còn sớm mà, mình sẽ không trễ đâu. Lần nào ba cũng nói sớm hết, mà lúc nào mình đi tới cũng trễ hết á. Lần này thì không đâu, nè, ba đã tìm được một đường mới để cho nhà mình có thể tránh bị kẹt xe. Ôi trời, đúng là nói trước bước không qua. Vậy là Peppa và gia đình của cậu ấy vẫn không tránh khỏi cảnh bị kẹt xe trên đường. Ba ơi, nhìn kìa, đó là Danny và cùng ông của bạn ấy kìa. Bạn chó Danny và chó ông cũng đang bị kẹt xe như nhà Peppa. Chào cậu Peppa. Chào con Peppa. Nhà con đang định tới nhà ông bà để ăn trưa, mà bị kẹt xe chắc tới trễ quá. Đó, đã 1 giờ rồi kìa. Lần nào cũng vậy, tụi nó lúc nào cũng tới trễ hết. Coi khoai tây của ông chín chưa kìa. Ờ, chưa dội đâu, thôi mình cứ để nướng thêm chút nữa đi. Xin chào, heo bà nghe đây. Dạ, con đây mẹ. Con điện báo là tụi con đang bị kẹt xe. Không sao đâu, ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong. Hình như heo ông đã nướng khoai tây quá tay rồi. Lát nữa gặp nha. Bọn trẻ tội nghiệp lại bị kẹt xe nữa rồi. Xem ra tôi vẫn còn thời gian để đào thêm vài củ khoai tây để làm món khác. Heo ông à, sao xe của mình nhích từng chút một vậy ba? Chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới hả ba? Papa nói đúng đó, hay mình thử đi đường khác đi anh. Nhưng gần đây không có con đường lớn nào khác nữa. Em biết có một đường khác đó. Tạm biệt mọi người nha, nhà con sẽ đi đường tắt đây. Tạm biệt nhà Papa nha. Chúc may mắn. Heo mẹ chỉ cho heo ba đi theo con đường tắt để tránh qua được chỗ kẹt xe. Nhưng không may là con đường tắt này quá gồ ghề. Con thích đi đường này quá. Em có chắc là đường này không vậy? Tin em đi. Dạ các bạn chết, tụi mình đang đi đường tắt để tránh kẹt xe nè. Nhìn kia, đường tắt ở ngay trước mặt. Ngoan khô, em làm tốt lắm heo mẹ. Chạy một vòng luôn mà vẫn lại về chỗ cũ. Xin chào. Chào mừng trở lại. Ôi trời, vậy là đường tắt của heo mẹ có vẻ không hữu dụng cho lắm. Tốt, bữa trưa vậy là xong. Ồ, chưa kể điều quan trọng nhất là món khoai tây bỏ lò cũng đã được nấu lại xong xuôi. Buổi trưa đã xong, nhưng Peppa và cả nhà cậu ấy vẫn còn chưa tới. Alo, heo ông nghe đây. Tụi con sắp tới nơi rồi đây ba. Nhưng mà mọi người vẫn đang di chuyển với tốc độ như ốc sên bò. Một con ốc sên đi rất, rất là chậm. Mấy đứa nhỏ sắp tới rồi, nhưng mà chúng vẫn còn bị kẹt xe trên đường. Tội nghiệp quá. Kiểu này thì thức ăn sẽ bị nguội hết cho coi. Hay là tôi có một ý này nè, bây giờ tôi đi lấy xe đẩy của mình đã nha. Mọi người đoán thử xem, heo ông đang định làm gì vậy? Bây giờ bà cứ phụ tôi cho hết bữa trưa vào trong xe đẩy này đi. Tuân lệnh, thưa heo ông. Nếu mấy đứa nhỏ không tới được nhà mình để ăn trưa, vậy thì chúng ta có thể đem bữa trưa tới cho chúng rồi. Nhìn kia, ông và bà đang tới kìa. Và bữa trưa nữa, ông đang đẩy nó kìa. Chào các con yêu. Bữa trưa tới rồi đây nè. Ông ơi, như đây đủ cho Danny và chó ông ăn cùng với chúng ta không? Chúng ta có đủ cho tất cả mọi người luôn. Khoai tây tới rồi đó. Cũng may là ông nấu quá trời khoai tây nên mới đủ cho hết mọi người đó. Tôi đã nói với bà khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu mà, có đúng không? Ngày thể thao. Hôm nay chính là ngày trường tổ chức hội thao. Peppa và các bạn đều ở đây. Sự kiện đầu tiên chính là chạy bộ. Trò chơi này yêu cầu các bạn nhỏ phải chạy càng nhanh càng tốt. Mình nghĩ là mình sẽ thắng cho coi. Mẹ. Nhưng mà mình còn chạy nhanh hơn cậu nữa. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Nói cho cậu biết nha, mình có thể chạy 100 dặm một giờ. Còn mình thì có thể chạy cả 1 tỷ dặm một giờ nữa kìa. Peppa, Suzy, đừng có cãi nhau nữa, lo mà chạy đi con. Bây giờ bạn thỏ Rebecca đang dẫn đầu. Ôi trời, Peppa và Suzy bị chậm lại ở sau cùng rồi. Cố lên Peppa. Bạn thỏ Rebecca đã thắng rồi. Còn Peppa và Suzy thì về cuối. Người chiến thắng trong cuộc đua hôm nay là bạn thỏ Rebecca. Con cảm ơn cô. Đáng
thể mình đã thắng rồi. Cũng tại con nói chuyện với mình mà mình bị thua đó. Thôi đi nào Peppa, con nhớ nè, thắng thua không quan trọng bằng việc con đã tham gia như thế nào. Dạ con biết rồi ba. Cuộc thi tiếp theo chính là thi coi ai nhảy xa hơn. Chót và Richard rất vui khi sắp được thi xem ai nhảy xa hơn. Chót, em phải lùi lại và lấy đà thiệt nhanh, sau đó bật lên rồi nhảy càng xa càng tốt. Chót, chuẩn bị, sẵn sàng, nhảy. Chót đã chạy lấy đà thật nhanh rồi bật nhảy thật xa có thể. Còn bây giờ tới lượt của bạn thỏ Richard nhảy. Nếu như Richard không chịu lấy đà, em ấy không tài nào nhảy xa được đâu. Nghe đầy thỏ Richard, chuẩn bị, sẵn sàng, nhảy. Vậy là bạn thỏ Richard nhảy xa hơn Chót. Và người chiến thắng là bạn thỏ con Richard. Wow! Chót, em phải nhớ, khi thi đấu thắng thua không quan trọng. Quan trọng là em đã tham gia. Cuộc thi tiếp theo chính là chạy tiếp sức. Mỗi bạn ở đây sẽ chọn ba hoặc mẹ của mình để cùng nhau thi. Peppa, chọn ba đi, chọn ba đi. Con nhớ là ba đâu có giỏi chạy lắm đâu. Lúc ba còn nhỏ, ba chạy nhanh lắm đó. Nhưng bây giờ cái bụng ba to lắm rồi. Nhưng ba vẫn còn chạm được ngón chân của mình mà. Gần được rồi. Thôi được rồi ba. Nhưng mà ba phải nhớ là phải cố gắng chạy thật nhanh đó ba. Trong cuộc thi này, các bậc phụ huynh sẽ lãnh trách nhiệm chạy chặng đầu tiên, rồi sau đó sẽ truyền gậy tiếp sức cho các bạn nhỏ. Các ba, các mẹ nghe đây. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Lúc này thì heo ba đang chạy dẫn đầu. Cảm ơn ba nhiều. Ba chạy nhanh lắm đó. Giờ tới lượt con. Peppa, đừng có nói nữa, mau chạy đi kìa. Và người chiến thắng là voi Emily. Ba ơi, con vẫn chưa thắng được một cái cúp nào hết á. Con đừng buồn nữa Peppa, chúng ta vẫn còn một cuộc đua nữa mà. Và bây giờ đã tới cuộc đua cuối cùng trong ngày hội thao. Đó là cuộc thi kéo co. Các bạn nam sẽ đấu với các bạn nữ. Khi cô ra hiệu kéo thì các em phải dồn hết sức để kéo sợi dây thừng về phía mình. Chắc chắn đội gái sẽ thắng. Không có chuyện đó đâu. Bên con trai sẽ thắng. Chuẩn bị, sẵn sàng, kéo. Cố lên cái gậy tay. Cố lên. Cố lên cái cuồng gái. Hai bên đội thi kéo mạnh tới mức làm sợi dây thừng bị đứt luôn. Hai đội hòa nhau, cả hai đều chiến thắng, tất cả các em đều được nhận cúp. Bây giờ chị rất thích ngày hội thao của trường, nhất là được nhận chiếc cúp của người chiến thắng. Bài kiểm tra mắt. Peppa và George đang chơi với ngựa Pedro. Các bạn ấy rủ nhau ra nhảy trên dũng bùn. Pedro bị ngã và rơi mất mắt kính. Nè, mắt kính của mình đâu rồi? Không có mắt kính, Pedro không thể nhìn rõ lắm. George đã tìm thấy mắt kính của Pedro. Quá. Nó ở đây. Cảm ơn. Pedro, tại sao cậu lại đeo mắt kính? Mình phải đeo, tại vì bác sĩ nhãn khoa nói vậy đó. Bác sĩ nhãn khoa là gì? Ba của mình là bác sĩ nhãn khoa. Ba kiểm tra xem cậu có nhìn rõ hay không. Bằng cách nào chú ấy nhìn vào trong đầu cậu ạ? Ba làm bài kiểm tra mắt. Cậu có muốn thử làm bài kiểm tra mắt không? Có, kiểm tra mình đi. Được thôi. Thú vị lắm đây. Nhắm một mắt lại đi và nói xem cậu thấy gì. Mình nhìn thấy chót. Giờ thì nhắm cả hai mắt lại luôn. Giờ mình không nhìn thấy gì hết. Không nhìn thấy gì hết hả? Trường hợp này thú vị lắm đây. Mình nghĩ là cậu cần đeo kính đó Peppa. Thật sao? Phải. Pedro,
Về thôi con. Tạm biệt Pedro. Này. Tạm biệt cậu. Mẹ ơi, mẹ ơi, con cần đeo mắt kính. Sao vậy con? Pedro kiểm tra mắt cho con. Và con cần đeo mắt kính. Mẹ nghĩ mắt của con vẫn ổn mà. Không đâu mẹ. Khi con nhắm hai mắt lại, con không nhìn thấy gì hết. Nhưng đâu có ai nhìn thấy thứ gì khi nhắm mắt của mình lại. Chuyện gì liên quan tới mắt kính vậy hả? Pedro biết mọi thứ về mắt. Ba cậu ấy là bác sĩ nhãn khoa. Được thôi Peppa, chúng ta hãy gặp bác sĩ nhãn khoa để kiểm tra cho con. Mình đi ngay đây. Cho, con có muốn kiểm tra hay không? Dạ không. Peppa tới chỗ bác sĩ nhãn khoa. Chú ngựa vằn là bác sĩ nhãn khoa. Chào con Peppa, ngồi xuống đi. Bây giờ chú có thể giúp gì cho con? Con cần kiểm tra mắt, được không chú? Được thôi, con đeo cặp kính đặc biệt này lên, sau đó nhìn sang bên này. Chú ngựa sẽ kiểm tra mắt cho Peppa. Con đọc chữ này cho chú có được không? Dạ được. Tốt, bây giờ thì hãy đọc số nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất tốt. Bây giờ là tới bảng màu nè. Đỏ, xanh lá, cam, xanh dương, vàng, tím. Tốt lắm. Trong lúc chú kiểm tra kết quả, con muốn chọn mắt kính hay không? Dạ được, thưa chú ngựa vàng. Cặp kính này thì sao hả Peppa? Buồn cười quá đi. Phải rồi, còn cặp này thì sao hả con? Nó to quá. Vậy còn cặp này? Wow, con thích cặp này quá mẹ ơi. Phải Peppa, nhìn con rất là tuyệt. Nhìn mình rất là tuyệt. Tin tốt, đôi mắt của Peppa hoàn toàn bình thường. Vậy con không cần đeo mắt kính. Đúng vậy. Nhưng mà con thật sự muốn đeo mắt kính. Chú nghĩ là con vẫn có thể đeo kính mát. Dạ phải, đeo mắt kính mát của con đây. Thật là tuyệt. Con mong ngày nào trời cũng nắng, để con lúc nào cũng được đeo mắt kính. Nhà xe của chó ông. Đây là nhà để xe của chó ông. Peppa và gia đình của cậu ấy cùng tới đây. Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Hôm nay ông giúp được gì cho các con? Các con cần xăng, bơm hơi cho bánh xe, hay là muốn rửa xe bằng máy rửa tự động mới này? Bác ơi, làm ơn cho con hai que kem. Ông biết rồi. Nhà xe của chó ông bán rất nhiều thứ, cả kem que cũng có nữa. Cảm ơn bác. Tụi con đi đây. Tạm biệt mọi người. Con thích xe của nhà mình. Mà chiếc xe cũng thích nhà mình nữa, có đúng không? Ôi trời, chiếc xe đột nhiên dừng lại rồi. Không được rồi, chiếc xe không chịu khởi động. Em biết rồi, để em gọi cho người trợ giúp. Xin chào, tôi nghe đây. Ông ơi, giúp con với, xe tụi con bị hư rồi. Danny, có người cần ông cháu mình tới giúp rồi. Đi thôi. Đi giúp mọi người nào. Đi giúp mọi người nào. Nhìn kìa, Danny và chó ông tới rồi kìa ba. Wow. Chó ông chính là một người sửa xe chuyên nghiệp. Xe bị hư có nặng không bác? Không, chỉ là xe của nhà con bị hết xăng thôi. Vậy giờ làm sao đây ông? Các con cứ yên tâm, ở nhà xe của ông có rất nhiều xăng, để ông kéo xe các con về. Vậy là chó ông kéo xe của nhà Peppa về nhà xe của ông ấy để đổ xăng. Bây giờ chó ông đang đổ đầy xăng cho xe của nhà Peppa. Tụi con cảm ơn bác nhiều lắm. Một lát sau, xe của mẹ con cừu Suzy cũng tới đây. Xin chào Peppa. Chào
cậu Suzy, xe của tụi mình đột nhiên hết xăng nên cho ông để tới giúp tụi mình đó. Wow, thật là ly kỳ quá đi. Gặp lại cậu sau gặp nha. Gặp lại cậu sau nha. Ôi không, xe của mình bị xẹp bánh rồi con gái ơi. Mẹ ơi, hay là mình gọi ông của Danny đến giúp đi. Ờ, để mẹ gọi liền. Alo, tôi nghe đây. Ông biết rồi, hai mẹ con không cần phải lo lắng, ông sẽ tới ngay. Đi giúp mọi người nào. Con đi theo được không ông? Được, Peppa lên xe đi. Đi giúp mọi người nào. Đi giúp mọi người nào. Chào cậu Suzy, tụi mình đến giúp cậu nè. Quan hô. Bây giờ chó ông đang bơm bánh xe cho mẹ con nhà cừu. Tụi con cảm ơn ông nhiều lắm. Một lát sau, heo bà và heo ông lại chạy xe tới nhà xe của chó ông. Mọi người đều ở đây hết hả? Ô, xin chào heo ông. Ông muốn bơm xăng cho xe hay muốn bơm bánh xe? Không, cảm ơn. Hôm nay tôi tới là muốn thử máy rửa xe tự động mới của ông. Tôi hiểu rồi. Cái máy này được điều khiển bằng máy vi tính đó. Xin chào, tôi là máy rửa xe tự động hiện đại. Đầu tiên, xịt nước xà phòng. Rồi, rửa sạch. Và cuối cùng là đánh bóng xe. Xin lỗi, tôi gặp chút trục trặc. Ôi trời, máy vi tính bị hư rồi. Bây giờ xe của heo ông đang bị kẹt lại bên trong. Ôi, ông mau làm gì đó, cứu chúng tôi ra khỏi đây đi. Ủa, tôi hết cách rồi, vì tôi không biết sửa máy vi tính này. Ông ơi ông, ba của con hay sửa máy tính lắm. Ờ, con cũng không hẳn là biết sửa, nhưng mà chỉ biết chút chút thôi. Tốt quá, vậy con thử sửa cái máy vi tính này đi heo ba. Có lẽ trước tiên chúng ta nên tắt nó cái đã, rồi sau đó bật nó lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được chiếc máy rửa xe. Wow. Con nghĩ chó ông là người sửa xe giỏi nhất, còn ba con là người sửa máy tính giỏi nhất. Ngày sương mù. Hôm nay Peppa và George sẽ được tới sân chơi. Chúng ta có nên chạy xe đi không? Không, đi bộ đi. Kìa, nó ở bên kia kìa ba mẹ. Sân chơi ở khá gần nhà. Thôi được, đi bộ thôi. Cùng đi nào mọi người. Sắp tới sân chơi rồi. Sắp tới sân chơi rồi. Oh, bầu trời đâu mất rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là sương mù thôi. Sương mù là gì vậy ba? Ồ, sương mù là một đám mây trên mặt đất mà không ở trên trời. Sương mù đang dày đặc. Con không nhìn thấy gì hết. Có lẽ chúng ta nên quay trở về. Phải, chúng ta sẽ lại tới sân chơi vào bữa khác. Sương mù quá dày để tìm thấy sân chơi, nên Peppa và George phải quay trở về nhà. Giờ thì hướng nào là về nhà đây? Anh à, chúng ta bị lạc đường sao? Em đừng lo, anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Hướng này. Cái cây ở đâu ra vậy? Heo ba đã đụng phải một cái cây. Anh à, anh có bị làm sao không vậy? Anh không sao. Hướng này. Ồ anh à, anh biết mình đang đi đâu không đó? Tất nhiên là anh biết chứ. Con nghĩ là chúng ta sẽ không tìm được nhà của mình đâu. Mà chắc là được mà Peppa. Chúng ta chỉ ở ngoài giường thôi. Là các bạn vịt. Chào các bạn vịt. Các bạn bị lạc mất hồ nước của mình rồi sao? Tụi mình cũng bị lạc. Chúng ta không lạc. Bà biết chúng ta đang ở đâu mà. Gặp lại sau nha vịt. Chúc may mắn khi tìm hồ nước. Heo ba đã tìm thấy hồ nước của vịt. Sao may mắn quá đi. Phải, đúng là may mắn quá. Ba ơi, các bạn vịt muốn nói cảm ơn ba. Chuyện nhỏ thôi mà các bạn vịt. Bây giờ
tìm nhà mình thôi. Mà chắc chắn là hướng này. Xin chào. Mọi người nghe gì không? Có, em nghĩ có người vừa nói là... Xin chào. Đó là thỏ mẹ Rebecca và Richard. Chào cậu Peppa, tụi mình bị lạc. Chào cậu Rebecca, tụi mình cũng đang bị lạc. Tụi mình đang định đi tới sân chơi đó. Tụi mình cũng vậy, nhưng sương mù quá dày để tới đó. Đi nào mọi người, về nhà của mình và đợi sương mù tan thôi. Nhưng anh à, anh biết mình đang đi đâu hay không đó? Tất nhiên là anh biết mà em. Hướng này. À, đã tìm được con dốc rồi, sắp tới nhà. Nhà của chúng ta chắc chắn ở ngay đây. Đây. Heo ba tìm thấy được một cái thang. Lạ thật, chúng ta đâu có để cái thang ngoài giường đâu chứ. Ôi trời ơi, anh có thấy chúng ta đang ở đâu không vậy heo ba? Anh đã thấy rồi. Ba ơi, chúng ta đang ở đâu vậy ba? Sao con không thử xem đi? Dạ được. Wow, mình lại có thể thấy mọi thứ rồi. Sương mù đang dần tan đi. Chúng ta đang ở sân chơi. Wow. Mình tới sân chơi rồi. Thật là may mắn quá, nhưng em tưởng chúng ta đang về nhà chứ. Anh cũng vậy, mà có lẽ chúng ta đã hơi bị lạc một chút. Buổi bán đồ cũ. Hôm nay trời mưa rất lớn và mái nhà của trường có một cái lỗ. Các em, chúng ta sẽ có một buổi bán đồ cũ. Số tiền mà chúng ta kiếm được sẽ dùng để sửa mái nhà của trường. Mỗi em phải đưa tới một món gì đó cho buổi bán đồ cũ. Tụi em nên đem gì con? Các em có thể đem tới một món đồ chơi cũ hay thứ gì đó không dùng. Mèo. Các phụ huynh đã tới để đón các bạn nhỏ. Tạm biệt các em. Đừng quên mang theo đồ cũ cho buổi bán đồ cũ ngày mai đó nha các em. Peppa đang chọn một món đồ chơi cho buổi bán đồ cũ. Peppa, con đã quyết định chưa? Con chỉ cần chọn một cái thôi mà. Phải, và nó sẽ giúp cho trường của con có một mái nhà mới tinh tươm. Dạ được, con sẽ đem bán đi. Ông khủng long này đó. Ông khủng long là món đồ chơi mà Sốt thích nhất. Peppa, con không thể bán khủng long của em được đâu. Không được sao? Không được. Thôi được rồi, xin lỗi chó. Khủng long. Sao con không đem đi bán chú hề trong hộp của mình? Dạ được. Bây giờ tới lượt ba đó. Sao hả? Mọi người phải đem thứ gì đó đến buổi bán đồ cũ. Mẹ sẽ bán cái nón, còn Sót sẽ bán trái bóng này nha con trai yêu. Vậy con ba đem bán cái gì đây? Con biết rồi, là cái tivi này nè. Cái đó không được đâu. Dạ phải, mình vẫn còn xài mà. Con biết rồi, đôi dép bắp mùi của ba. Cũng không được, nó quá hôi. Con biết rồi, là chiếc ghế cũ của ba đó. Nhưng nó là đồ cổ mà. Đồ cổ nghĩa là gì vậy ba? Đồ cổ nghĩa là nó rất cũ và đáng giá. Nhưng chúng ta tìm được nó ở bãi rác mà anh. Nó không đáng giá đâu. Nó sẽ có giá trị ngay sau khi anh sửa nó. Anh đã nói như vậy từ rất lâu rồi đó anh à. Bà biết rồi, bà sẽ bán đồ dớ mà heo bà đã làm nè. Dạ được. Chào em, cô tới để lấy đồ cho buổi bán đồ cũ. Dạ đây thưa cô. Cảm ơn em. Cô giáo có muốn lấy cái ghế cũ này nữa không? Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt cô Linh Dương. Mẹ ơi, mẹ tặng luôn cái ghế của ba cho cô sao? Con đừng có nói, ba con sẽ không biết đâu. Hôm nay là buổi bán đồ cũ. Chào con. Dạ con chào cô Thỏ. Peppa, con thích cái ghế này không? Nó hơi cũ, nhưng mà con có thể tháo nó ra để làm củi đốt đó. Nhưng nó là đồ cổ.
Thật như vậy sao? Ba con nói nó rất đáng giá đó. Cô không biết chuyện đó, vậy cô sẽ tăng giá nó lên. Làm việc cô. Xin chào các bạn. Chào cậu bé bà. Cậu bán cái gì vậy Suzy? Mình bán đồng phục y tá của mình nè. Mình bán bong bóng hình chú vẹt nè. Mình bán chú khỉ bông của mình. Con sẽ nhớ chú Hà này lắm. Con mua chú Hà trong hộp này được không cô? Dạ con cũng muốn mua đồng phục y tá này nữa. Bong bóng hình vẹt nữa nha cô. Mẹ ơi mẹ ơi, nhìn tụi con mua gì nè. Đồ chơi của các con hả? Tụi con rất nhớ chú. Coi anh đã mua gì nè. Nó là một cái ghế cổ đó. Ôi anh à, nó không phải là chiếc ghế cổ đâu. Thật mà, cô Thỏ đã nói như vậy. Và nó giống cái ghế cũ của anh. Dạ phải đó ba, bởi vì nó... Peppa. Bởi vì đó là cái ghế cũ của ba. Sao? Nhưng cô Thỏ đã bắt ba trả rất nhiều tiền cho cái ghế này đó. Có một tin rất tốt thưa mọi người. Chúng ta đã có đủ tiền để làm lại mái nhà mới cho ngôi trường của chúng ta. Cảm ơn heo ba rất nhiều. Chuyện nhỏ thôi mà. Bơi lội. Peppa và gia đình bạn ấy đang ở hồ bơi. Heo ba đang mặc đồ bơi của ông ấy. Heo mẹ đang mặc đồ bơi của bà ấy. Peppa đang mặc đồ bơi của bạn ấy. Nhanh lên đi chó, mọi người đang đợi em đó. George cũng đang mặc bộ đồ bơi của mình nữa. Peppa, George, để ba đeo phao cho các con đi. Xong rồi George, cái phao làm cho con giống người lớn hơn đó. Giờ tới lượt con. Tốt, bây giờ chúng ta có thể xuống nước rồi. Đây là lần đầu tiên George đi tới hồ bơi. Con hãy thử đặt một chân của mình xuống nước nha. Hay là con dùng chân kia đi George. Có lẽ George nên thử dùng cả hai chân cùng một lúc. Ý hay đó. Giỏi lắm George. Nhưng con không cần tạt nước nhiều như vậy đâu. Bạn thỏ Rebecca đi đến cùng em bạn ấy thỏ Richard. Chào cậu Rebecca. Xin chào mọi người. Richard à, bám vào tấm phao này. Như vậy thì con có thể tập đạp chân được. George, con có muốn thử đạp chân luôn hay không? Làm rất tốt, nhưng đừng làm văng nước nữa. Người lớn không làm văng nước. Tụi chị bơi rất là giỏi đó nha. Khi Richard và George lớn lên, các em ấy sẽ bơi được như tụi mình. Đúng không Rebecca? Phải. Richard có bình tưới nước đồ chơi. Dừng lại đi Richard. Ôi trời, Richard đã lỡ làm rơi bình tưới nước vào hồ bơi rồi. Xin lỗi Richard, mẹ không giới tới được. Nó chìm sâu quá đi con à. Mẹ ơi. Mẹ không bơi xuống dưới nước được. Con cũng vậy, con cũng không bơi xuống nước sâu được. Em cầm mắt kính của anh đi heo mẹ ha. Của con đây. Anh đúng là giỏi thật đó. Anh có thể bơi dưới nước khá là giỏi đó em à. Bình nước chỉ dành cho con nít thôi. Tụi con nhảy lên tấm ván được không ba mẹ? Không được Peppa. Ván nhảy chỉ dành cho người lớn thôi con à. Du lên các con. Tụi con xem ta nhảy đây. Ba có chắc không ba? Cái bụng của ba rất là to đó. Không đâu. Khi còn trẻ ba đã giành huy chương cho trò này đó. Chuyện đó đã lâu lắm rồi mà heo ba. Anh quên rồi hả?
May là anh vẫn giữ cho mình sự khỏe mạnh như trước đây. Cầm mắt kính giúp anh đi heo mẹ. Mọi người sẽ thấy rõ hơn nếu đứng qua một bên. Ba đừng làm băng nước tới chỗ tụi con nha ba. Tất nhiên là không đâu Peppa. Có lẽ mình cần lên chỗ cao hơn. Anh phải cẩn thận đó nha heo ba. Dạ phải, ba đừng tạt nước chỗ tụi con nha. Con đừng lo Peppa. Ba đừng làm băng nước tới chỗ tụi con nha. Ba đã nói là không văng nước mà. Ba thật là giỏi. Anh mới tuyệt làm sao heo ba. Không cần đưa khăn cho ba. Ba có cách đặc biệt để tự làm khô mình. Heo ba làm nước văng ra khắp mọi người. Cuối cùng cũng văng nước. Mình xin lỗi mọi người. Sinh vật tí hơn. Peppa và George đang giúp heo ông hái rau củ. Peppa, cái này là rau diếp nè con. Dạ con cảm ơn ông. Ô, con gì đây? À, ông ơi con gì mà thấy ghê vậy ông? Quái vật. Con này không phải là quái vật đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Ủa, con ốc sên đi đâu mất rồi ông? Nó trốn vào trong giỏ của mình rồi. Cái giỏ này là nhà của ốc sên hả ông? Đúng rồi, cái giỏ này là nhà của ốc sên. Tụi con nhìn kìa, nó lại chui ra khỏi giỏ nữa rồi. Xin chào ông ốc sên. Ông ơi, trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên, con sẽ đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cái tủ lạnh. Và thêm một cái tivi nữa. Ông ơi, ốc sên ăn gì để sống vậy ông? À, nó chủ yếu ăn rau như rau diếp của ông đi nè. Kìa, đừng có ăn nữa. Còn ốc sên nhỏ xấu tính. Ông ơi, con và chót muốn được đóng giả làm ốc sên. Hai cái rổ này giả làm con ốc sên được nè. Chà, giờ thì nhìn hai đứa giống ốc sên rồi đó. Giờ tụi con sẽ ăn hết vườn rau diếp của ông luôn đó ông. Ô nè, mấy con ốc sên nhỏ này đừng có động vô rau diếp của ông nha. Còn nếu như ông vẫn tiếp tục la tụi con thì tụi con sẽ chui vào ngôi nhà của mình. Tất cả bạn của Peppa đều đang đi tới. Con xin chào ông. Chào con Suzy. Tụi con tới để chơi với Peppa và George đúng không nào? Dạ đúng rồi ông. Nhưng mà ông không biết tụi nó ở đâu hết đó. Bây giờ ở đây chỉ có ông với hai con ốc sên nhỏ này thôi. Mình là ốc sên nè. Mình là ốc sên nè. Ốc sên chưa? Tụi mình đang chơi đóng giả ốc sên nè. Nè. Cho tụi mình chơi chung với được không? Có ít rổ quá, ông nghĩ sẽ không đủ rổ cho các con. Các con có thể chơi trò khác được mà. Từ thứ gì đó đặc biệt ở trong vườn này. Dạ cà rốt. Bạn thỏ Rebecca rất thích củ cà rốt. Không đâu Rebecca, không phải củ cà rốt đâu. Thôi tụi con đi theo ông đi. Có tiếng gì kêu ba ba kìa. Hình như có gì đó phát ra từ ngôi nhà nhỏ kia. Ông ơi, tại sao ngôi nhà búp bê đó lại phát ra tiếng vo vo vậy ông? Không phải là nhà của búp bê đâu Peppa. Đây là nhà của ông, hay còn được gọi là tổ ong. Nhìn đi, có mấy con ong bay ra kìa. Nó đang làm gì vậy ông? Nó đang hút mật từ hoa, rồi sau đó nó sẽ bay trở về tổ để biến mật hoa thành mật ong. Con rất thích mật ong. Con sẽ đóng giả là một chú ong. Ba ve, ba ve, ba ve. Đúng rồi, giả làm ong thôi. Buzz, buzz, buzz. Ba ve, ba ve, ba ve. Đúng rồi, tụi con là bầy ong bận rộn. Dạ phải, tụi con là một bầy ong bận rộn. Bây giờ tụi con sẽ bay về tổ để làm mật ong thôi. Ôi trời ơi, các con đang chơi trò gì vậy? Ba ơi, tụi con là một bầy ong nè. Bơ bê. À, vậy bầy ong có muốn ăn bánh mì nướng không nè? Dạ có.
Vậy các con muốn phết gì lên trên không? Dạ mật ong. Thật may quá, vì bà đã chuẩn bị trước hết rồi, cả bánh mì và mật ong. Mình rất thích làm con ong, vì khi làm ong sẽ được ăn nhiều mật ong ngon ngọt. Còn mình thích làm ốc sên, vì ốc sên có thể ăn hết vườn rau của ông luôn. Ô, thôi nào. Ô, có ốc sên nhỏ ham ăn. Văn phòng của heo ba. Hôm nay là một ngày đặc biệt, bếp ba và chốt được tới thăm văn phòng của heo ba. Ba ơi, ba làm gì cả ngày ở văn phòng vậy ba? Có rất nhiều thứ thú vị, con sẽ thấy thôi. Đây là tòa nhà nơi mà heo ba làm việc. Chúng ta tới rồi. Xin chào. Xin chào, tôi là heo ba đây. Ồ, xin chào anh. Ba ơi, con bấm nút được không ba? Con cứ bấm đi Peppa. Xin chào. Con là bếp ba đây. Ồ, chào con bếp ba, vào đi. Văn phòng của ba nằm ở tầng trên cùng. Chúng ta sẽ di chuyển lên đó bằng thang máy. Con bấm nút này được không ba? Ba nghĩ giờ tới lượt chót bấm rồi. Bấm nút trên cùng đó chót à. Thang máy đang đưa Peppa với chót và heo ba lên tầng trên cùng. Đây là tầng trên cùng, cửa đang mở. Đây là văn phòng của heo ba. Xin chào mọi người. Xin chào heo ba. Ồ, xin chào anh. Chú thỏ và cô mèo làm việc cùng với heo ba. Tôi đã dẫn theo hai vị khách đặc biệt đến tham quan văn phòng của chúng ta hôm nay. Đây là Peppa và đây là George. Thật vui khi các con đến chúng đây. Chúng ta bắt đầu tham quan nào. Anh thỏ à, bắt đầu từ chỗ anh có được không? À, tất nhiên là được rồi. Công việc của chú chủ yếu là về các con số. Bây giờ chú sẽ lấy những tờ giấy rất quan trọng này. Sau đó dùng một con dấu cao su, rồi đóng dấu lên những tờ giấy này. Wow! Công việc của chú thỏ thật là tuyệt. Con có thể đóng dấu được không chú? Tất nhiên rồi, chú sẽ lấy cho con một ít giấy. Có giấy ở đây luôn này chú. Ồ, chú nghĩ là con nên dùng một tờ giấy trắng của con đây. Peppa rất thích đóng dấu bằng con dấu cao su. Con rất thích công việc của chú thỏ đó. Đi tham quan tiếp thôi nào. Tiếp theo sẽ là bạn của cô mèo. Meow. Cô chào Peppa và George. Con chào cô. Thật ra thì công việc của cô là vẽ hình lên máy vi tính đó. Sau đó cô in những cái hình này ra ngoài. Wow. Và thêm một bản sao nữa. Cảm ơn cô. Công việc của cô mèo thật là thú vị. Con làm thử được không cô? Bây giờ tới lượt của chót rồi Peppa. Phải đó chót. Tới lượt em làm việc rồi đó. Chót đang vẽ những hình tam giác màu xanh dương. Giờ thì in nó ra. Con cũng thích công việc của cô mèo nữa. Bây giờ con muốn tham quan chỗ của ba không? Dạ có thưa ba. Đây là bàn làm việc của heo ba. Công việc của ba có hơi phức tạp hơn một chút. Ba lấy những con số lớn hơn, biến đổi chúng và tính ra tiếp tuyến chịu tải của chúng. Công việc của heo ba nghe có vẻ rất là quan trọng. Ba có đóng dấu không ba? Không còn. Ba có dùng máy tính không ba? Cũng không. Nhưng ba có dùng nhiều bút màu để viết. Ba ơi, tụi con có thể dùng bút màu để vẽ được không ba? Ý hay đó. Peppa và George rất thích vẽ bằng bút màu. Con thì vẽ một ngôi nhà, còn em George vẽ một chú khủng long. George lúc nào cũng vẽ khủng long hết đó nha. Khủng long. Ôi nhanh quá, đã tới 5 giờ rồi. Tới giờ về nhà rồi. Phải công nhận con vẽ ngôi nhà rất đẹp đó Peppa. Con khủng long nhìn cũng rất hung dữ nữa. Con và chót thích làm công việc của ba. Hai đứa nhỏ làm việc tốt lắm. Con cũng thích công việc của chú thỏ. Và con thích làm công việc của cô mèo nữa. Nhưng mà con thích làm công việc của ba con nhất.
hòn đảo hải tặc. Theo ông đưa Peppa và các bạn cậu ấy đi chơi trên thuyền của mình. Mọi người lên thuyền hết chưa? Dạ, tụi con đã lên thuyền, bắt đầu có thuyền nữa. Khởi hành nào. Peppa và các bạn của cậu ấy đều đang mặc áo phao. John, con có thể đội nón hải tặc của ông nè. Hôm nay chúng ta sẽ đi thuyền tới đảo hải tặc đó các con. Nếu gặp may mắn, chúng ta có thể tìm được kho báu lớn nữa đó. Đảo hải tặc nghe có vẻ như là một nơi rất hấp dẫn. Đất liền đây rồi. Đã đến nơi rồi. Đảo hải tặc. Wow. Cái gì vậy ạ? Nó là cái máy dò tìm kim loại. Nó sẽ tìm kho báu cho chúng ta. Heo ông đang dùng máy dò kim loại để tìm kho báu bị chôn giấu dưới đất. Máy dò kim loại đã tìm ra gì đó. Đào nó lên đi các con. Dạ, là một đồng xu. Một báu vật. Wow. Chúng ta cùng đi tìm thêm nữa nè. Lại tìm được gì rồi nè. Nó có vẻ rất là lớn. Ôi trời ơi, để ông coi, món báu vật này thật là nặng tay đó. Ôi trời, đó không phải báu vật bị chôn, đó chỉ là chiếc xe mua hàng cũ. Ồ. Tìm kho báu như vậy là đủ rồi. Có ai muốn làm một lâu đài cát thiệt lớn không nè? Đúng là ý kiến rất hay đó heo bà. Giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc thuyền. Heo bà và các bạn nhỏ sẽ cùng nhau làm một lâu đài bằng cát thật lớn. Và heo ông sẽ làm những việc quan trọng còn lại trên thuyền. Ồ, thật là tuyệt quá. Có lẽ mình sẽ nhắm mắt lại để ngủ một chút. Heo bà và các bạn nhỏ đang làm một lâu đài cát thật lớn. Họ cần rất nhiều và rất nhiều cát. Họ dùng những cái xô để làm tháp canh. Tòa lâu đài thật là đẹp. Tới lúc về rồi. Ủa, chiếc thuyền của chúng ta đâu mất rồi? Bà ơi, nhìn kìa. Ôi không, heo ông đã ngủ mất rồi. Và chiếc thuyền thì đang trôi đi mất. Chúng ta phải gọi heo ông dậy nhanh lên. Hãy hét lên lớn nhất có thể đi các con. Ông ơi, dậy đi. Dậy đi ông ơi. Ôi kìa, heo ông vẫn còn đang ngủ. Ông đang ở quá xa nên không thể nghe được chúng ta gọi. Chúng ta đã bị kẹt trên hòn đảo hải tặc rồi. Chúng ta đã bị bỏ lại. Chúng ta sẽ phải ở lại đây cả trăm năm. Vậy là chúng ta sẽ phải ăn những hoa quả hoang dã đó. Và chúng ta sẽ phải ăn những con côn trùng và sên nữa. Ghê lắm. Phụ huynh đã tới để đón các bạn nhỏ. Ông mình đang ở đâu vậy? Chào. Xin chào mọi người. Mọi người đi chơi có vui không? Có. Thật ra thì ông đã quên vài thứ ở đó mất rồi. Lát nữa gặp lại nha. Nhìn kia, ông đã trở lại. Mình được cứu rồi. Xin mời lên thuyền các thủy thủ. Heo ông thật là hư quá. Mọi người tưởng là bị bỏ lại rồi chứ. Xin lỗi các con về chuyện đó nha. Lần sau ông hứa sẽ không ngủ quên trên thuyền nữa đâu. Tạm biệt hòn đảo hải tặc. Hẹn một ngày gặp lại nha. Con thích hòn đảo hải tặc. Lần sau trở lại được không ông? Tất nhiên là được chứ Peppa. Chót bị cảm lạnh. Hôm nay ngoài trời đổ mưa nhẹ. Peppa, Chót, mặc áo mưa vào đi các con. Khi trời mưa, Peppa và Chót đều phải mặc áo mưa. Chót không thích đội nón đi mưa chút nào. Chót, con phải đội nón mới được. Bởi vì con phải giữ khô người. Dạ tại sao? Bởi vì con có thể sẽ bị cảm lạnh. Dạ tại sao?
Rót, con muốn chơi trong vườn hay không? Vậy thì con phải đội nón chứ. Đi nào chó. Peppa và Rót sẽ nhảy lên những vũng bùn lầy. Rót không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Peppa, Rót. Con vào nhà đi, mưa lớn quá, vào nhà chơi đi các con à. Rót à, nón của con đâu? Rót đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp Rót quá, con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi, đưa Rót về giường đi, tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu, tạm biệt. Rót có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ còn phải uống thuốc nữa. Không, Rót chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là Rót không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha Rót. Tội nghiệp Rót, để mẹ đưa con về giường nha. Rót, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ. Rót không muốn phải bị nằm trên giường. Rót, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. Rót thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm. Con chỉ Rót cách nói đi. À. Dạ được. À. Rót đã bị cảm lạnh. Rót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp Rót ngủ ngon hơn. Cảm ơn bác sĩ gấu nâu nha. Không có gì. Tạm biệt. Rót đã nằm trên giường cả ngày. Giờ là giờ ngủ của Peppa. Rót, em khỏe hơn chưa? Rót vẫn chưa khỏe hơn. Rót, em đừng có hắt xì to như vậy. Thật là không thể nào chịu được. Rót, con hãy uống sữa ấm để giúp con ngủ ngon hơn đi. Sữa ấm làm Rót cảm thấy rất rất là buồn ngủ. Tạm biệt hai chú heo nhỏ. Bây giờ thì im lặng hết rồi. Trời đã sáng rồi. Rót đã ngủ rất là ngon. Rót đã khỏe hơn. Đi nào mọi người, hôm nay trời nắng rất đẹp. Rót đang đội mũ đi mưa. Cậu ấy không muốn bị cảm lạnh nữa. Ôi Rót, con không cần phải đội nón đâu con à. Sao vậy mẹ? Bởi vì hôm nay trời rất ấm. Sao vậy ba? Rót, em đừng có lúc nào cũng hỏi tại sao có được không. Sao vậy chị? Rót đúng là khỏe hơn rồi. Chiếc khinh khí cầu. Hôm nay là ngày hội của trường học. Cô Thỏ mở quầy rút thăm. Xin mời, xin mời. Giải nhất là chuyến đi trên khinh khí cầu của tôi. Wow, nghe hay quá đi. Cô làm ơn cho con một chiếc vé. Vé xanh dương sẽ được một chiếc xe đồ chơi. Giỏi lắm Danny à. Cho con một vé được không cô? Cảm ơn Peppa. Con muốn thắng được giải nào nè? Dạ khinh khí cầu. Được một cái bánh sô-cô-la nhà làm không tốt hơn sao? Heo ba rất thích bánh sô-cô-la nhà làm. Vé màu đỏ thì sẽ được đi khinh khí cầu.
Mọi người mau lên khinh khí cầu nào. Cho tôi biết bao nhiêu người sẽ đi. 4 người. Và gấu bông. Và khủng long. Ồ, còn gấu bông và khủng long nữa à. Vậy là 6. Lên khinh khí cầu thôi. Nhanh lên đi heo ba. Lên đây, lên đây. Nhanh lên ba. Cột dây thần chính, tháo chốt, tăng hết tốc lực. Cô quả thật là giỏi đó cô thỏ. Chắc cô là cơ trưởng chuyên nghiệp. Không hẳn vậy đâu heo ba. Đây là lần đầu tiên tôi lái khinh khí cầu đó. Ồ. Bám chặt vô. Cô thỏ làm nóng không khí trong khinh khí cầu để nó bay lên bầu trời. Tạm biệt. Tạm biệt. Có ai trên khinh khí cầu muốn đọc bản đồ không? Để tôi. Anh có chắc không đó heo ba? Anh rất giỏi chuyện đọc bản đồ mà. Mà sao cái bản đồ này hơi khó đọc vậy ta? Mọi người có muốn lên cao hơn không? Dạ có. Cao nữa, cao nữa. Khinh khí cầu bay lên thật cao trên bầu trời. Bầu trời đâu mất tiêu rồi. Con đừng lo Peppa. Chúng ta chỉ bay qua mây thôi. Wow, bầu trời lại trở lại rồi. Khinh khí cầu, khinh khí cầu, thật là to mặt trời mặt trăng thôi nhé. Tít trên trời, cao vời vời, nào cũng bay và bay lên thật cao. Nhìn đi gấu bông, chúng ta đang ở rất rất cao. Peppa, cẩn thận đừng để rơi đó. Gấu bông, con làm rơi gấu bông rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta sẽ cứu gấu bông. Mọi người hãy bám chặt vô. Chúng ta sẽ đi xuống. Cô thỏ đang làm khinh khí cầu đi xuống. Mọi người có thể cứu gấu bông. Bà không thấy gấu bông ở đâu hết. Gấu bông kìa ba. Gấu bông đang ở trên cành cây. Bà có thể dùng cái neo này để cứu gấu bông cho con. Từ từ. Từ từ. Được rồi. Heo ba đã cứu được gấu bông lên. Gấu bông. Quang hô. Ôi trời. Không ai nhìn về hướng đang đi hết. Coi chừng, có một cái cây trước mặt. Bám chặt vô. Hết, gấu bông bị kẹt trên cây. Giờ lại tới chúng ta bị kẹt trên cây. Heo ba, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình lạc rồi, có đúng không anh? Phải. Mọi người nhìn kia. Kia là nhà của ông và bà đó. Phải, chắc chúng ta ở trong giường của bà và ông đó. Anh cũng nghĩ vậy đó. Chào mọi người. Heo bà ơi, heo ông ơi. Ôi trời đất ơi, cô làm gì trên đó vậy cô thỏ? Giúp chúng tôi, làm ơn. Ông ơi, tụi con bị kẹt trên cây không xuống được. Không cần lo, ông có một cái thang đây. Quang hô. Mọi người cùng leo xuống khỏi khinh khí cầu. Bà ơi, ông ơi, cô thỏ đưa tụi con đi trên khinh khí cầu của cô đó. Nghe thật là thú vị đó. Nhưng bà e thứ tuyệt nhất mà bà đang có chỉ là món bánh sô-cô-la nhà làm của mình mà thôi. Bánh sô-cô-la nhà làm, nó đúng là rất tuyệt. Đây là chuyến đi khinh khí cầu tuyệt nhất đó. Và đây là cái bánh sô-cô-la tuyệt vời nhất. Sinh nhật Chót. Hôm nay là sinh nhật của Chót. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Bây giờ còn sớm quá mà. Không làm. Về giường của em đi. Hình như hôm nay có người đã dậy rất sớm. Chúc mừng sinh nhật con nhà Chót. Em Chót đã gọi con dậy. Con cũng gọi mọi người dậy trong sinh nhật của mình mà Peppa. Nhưng đâu có giống nhau. Đó là sinh nhật của con mà. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em Chót mà con. Chúc mừng sinh nhật Chót. Đây là quà của con nè Chót. Khủng long. Chị biết thế nào cũng là một con khủng long nào đó mà. Bấm cái nút ở bụng nó đi con. Nhìn nó đáng sợ quá.
Chót, chị đã làm thiệp sinh nhật này cho em nè. Em có biết chị đã vẽ gì không? George không đoán được đó là gì cả. Chị định vẽ cho em một bông hoa. George không thích hoa chút nào. Nhưng mà cuối cùng chị đã quyết định vẽ cho em một hồng lam. Con vẽ bức tranh này đẹp lắm đó Peppa. Dạ phải, con vẽ tranh rất giỏi mà ba. Bây giờ nhà mình sẽ tới một nơi rất đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của George nào. Ngờ, đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy mà? Con sẽ biết ngay thôi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật cho George. Nhà mình sẽ đi tới rạp xiếc hả ba? Không, nhưng chúng ta cũng sẽ đến một nơi rất thú vị. Có phải là rạp chiếu phim không ba? Không, chỗ này còn vui hơn nhiều. Vậy con không đoán được rồi. Các bạn đoán xem họ sẽ đi đâu? Chúng ta tới rồi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi tới viện bảo tàng. Mình tới bảo tàng để làm gì vậy ba? Đi thôi nào, con sẽ biết ngay thôi. Rốt cuộc thì heo ba muốn cho George xem gì đây? George à, nói bà nghe, con cảm thấy thích thứ gì nhất hả? Đó là hồng lăng. Hồng lăng. Món quà đặc biệt dành cho sinh nhật của George là chuyến đi tới phòng khủng long ở viện bảo tàng. Sao lúc nào cũng là con khủng long hết vậy nè? Hồng lăng. Nín đi đừng khóc mà sót. Nó không phải là khủng long thật đâu con. Nó chỉ là robot thôi con à. Nhìn ba đây, ba đứng ở chỗ này và... Và bây giờ chúng ta còn có một bất ngờ khác. Tất cả các bạn của George và Peppa đều đang có mặt ở đây. Cô thỏ đã làm một cái bánh sinh nhật tặng cho George. Ở đây có ai đoán được đây là bánh sinh nhật gì hay không? Là bánh khủng long đúng không cô? Đúng là bánh khủng long. Con đoán hay thiệt đó Peppa. Chúc mừng sinh nhật nha George. Còn một bất ngờ cuối cùng nữa. Đi theo chú nào. Nào, đoán xem bất ngờ cuối cùng là gì. Cậu nghĩ đó là gì hả Peppa? Mình nghĩ cái gì đó liên quan tới khủng long. Cái gì vậy ba? Cái mà chúng ta cần phải bơm không khí vào. Con biết rồi. Đó là lâu đài bằng hơi nè. Peppa rất thích lâu đài hơi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của chó. Sao không phải là cái gì đó liên quan tới khủng long hả ba? Thì đây là con khủng long mà. Một con khủng long bằng hơi. Chó rất thích khủng long hơi. Và mỗi người cũng thích khủng long hơi như chó. Thật là vui quá đi. Chúc mừng sinh nhật chó. Ông khủng long bị mất tích. Món đồ chơi chó thích nhất đó chính là ông khủng long. Khủng long. Chó rất thích chơi với ông khủng long. Cũng có đôi lúc chó dùng ông khủng long để dọa heo Peppa. Đáng sợ quá. Trong mỗi bữa ăn, ông khủng long luôn ngồi bên cạnh heo George. Ôi trời ơi, có ai nghe không? Là con đó sao George? Hay là tiếng ông khủng long vậy? Khủng long. Trong lúc tắm thì George cũng chia sẻ bồn tắm với ông khủng long. Ngủ ngon Peppa. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon George. Và ngủ ngon nha ông khủng long. Khi George đi ngủ thì ông khủng long cũng nằm cùng bạn ấy. Trò chơi George thích nhất là ném ông khủng long lên cao, thảy lên thật là cao và chụp lại khi ông khủng long rơi xuống. Trong khi mà Peppa và heo ba đang chơi cờ. Con thắng nó rồi nha. Ồ,
Con giỏi lắm Peppa. George. George à, có chuyện gì vậy con? Khổng lồng. George, con làm mất ông khủng long rồi sao? George đã làm mất ông khủng long của mình. Con đừng lo George, mọi người sẽ tìm được ông khủng long cho con. Đây là công việc của một thám tử. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất dễ tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử, chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi George những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Khủng long. George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Bạn thân. Một hôm heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cụ Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Cụ Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy, Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân. Peppa, sao con và Suzy không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. Mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Suzy thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không George, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la.
Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? George ơi. Peppa và Susie đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mẹ. Mở miệng ra nào. Susie thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Phải, đây là cho chó. Chúng là thuốc để cho chó thấy khỏe hơn. Xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Mẹ.